not sure if you know this, but when we first met, I got so nervous, I couldn't speak. In that very moment, I found the one, and my life had found its missing piece. So as long as I live, I love you, we'll have and hold you. You look so beautiful in white, and from now to my very last breath, this day I'll cherish. You look so beautiful in white tonight. What we have is timeless, my love is endless, and with this ring I say to the world, you're my every reason, you're all that I believe in. With all my heart I mean every word. So as long as I live, I love you, we'll have and hold you. You look so beautiful in white, and from now to my very last breath, this day I'll cherish. You look so beautiful in white tonight. Daughter is what our future holds. I hope she has your eyes, finds love like you and I did. Yeah. But when she falls in love, we'll let her go, and I'll walk her down the aisle. She looks so beautiful in so beautiful in white.
bên ai, đừng để lá trầu. Thank you.
không ngoài nên na em trăm đường. Trăm đường ý trăm đường. Biết nhau cũng bởi tâm
gọi em là cả thế giới, vì chẳng ai thay thế được. Và em chỉ là của anh, riêng anh mà thôi. Vì anh biết rằng mình quá yêu em, vì anh biết rằng mình quá thương em, vậy nên anh sẽ cố gắng vun đắp hạnh phúc mai sau. Chỉ mong mai sau ta sẽ muôn đời hạnh phúc bên nhau, cùng nắm tay nhau đi qua bao nhiêu buồn đau. Và anh sẽ mãi luôn bên em, và anh sẽ luôn chăm sóc em. Dù cho giông tố tìm đến thì anh vẫn mãi yêu em. Gọi em là cả thế giới, gọi em là cả bầu trời, vấp ngã cũng chẳng xa rời, nguyện trọn bên nhau suốt đời. Cảm ơn em vì đã bước đến bên anh những lúc cô đơn, soi ấm con tim hao gầy, ôm anh mỗi sớm thức dậy, nguyện mãi yêu em. Anh hạnh phúc khi anh có em bên cạnh, dường như cuộc sống đã đổi thay, thêm nhiều những tiếng cười và nhiều những ước mơ. Một người cho anh biết yêu là gì. Ngoài kia thế giới đôi chân biết đi nơi nào, tìm đâu một nửa để rồi yêu, để rồi những lúc buồn sẽ cùng nhau sớt chia, cùng nhau xây tương lai, xây ước mơ. Trên đường anh tìm kiếm đã biết bao lần đau buồn, mà rồi gặp được em làm lòng anh ấm lại, biết nghĩ suy thiệt hơn, biết sống cho ngày mai. Từng ngày anh lại thấy yêu và nhớ em nhiều hơn. Mỗi lần xa là nhớ, chỉ muốn mau được quay về, để lại được bên nhau, lại được rộn ràng trong hạnh phúc. Chỉ thế thôi mà vui. Và giờ nơi giao đường, nguyện thề ta sẽ viết nên hạnh phúc, nên vỡ trong. Thao thức anh suy nghĩ không ngủ được, lòng anh lo lắng về ngày mai chúng mình sẽ thế nào và anh có tốt không. Sẽ là đôi vai ấm như em cần, rồi những lo lắng những suy nghĩ như không còn, dường như tan biến thành làn mây khi chợt em mỉm cười, cầm tay nói với anh. Vì tình yêu đời ta sẽ bước qua. Trên đường anh tìm kiếm đã biết bao lần đau buồn, và rồi gặp được em làm lòng anh ấm lại, biết nghĩ suy thiệt hơn, biết sống cho ngày mai. Từng ngày anh lại thấy yêu và nhớ em nhiều hơn. Mỗi lần xa là nhớ,
chỉ muốn mau được quay về, để lại được bên nhau, lại được rộn ràng trong hạnh phúc. Chỉ thế thôi mà vui. Và giờ nơi giao đường, nguyện thề ta sẽ viết nên hạnh phúc, nên vỡ trao. Toàn thể
công trị của Chúa, phải chúc tụng Chúa đến muôn ngàn đời. Chúa đã dựng nên Adam và ban Eva cho ông làm người trợ tá đắc lực. Như mình làm chân thành khi đủ lòng thương xót con và làm khi
công ty hoa đến đóng có nhiều công ty để chuẩn bị cho đám cưới của cặp đôi hôm nay đó, cho nó có cả công ty nơ làm việc đến 11 giờ, nơ để nơ mới màu trắng tinh thuyền màu hồng rất là đẹp, rồi công ty bóng bóng nhiều công ty kết hợp lại để giải cho nó nơ hôm nay. Thế rồi chúng ta thấy hoa rất là đẹp đỡ mà ta chưa được chứng nhìn thấy nó nhiều cái đẹp như thế nào, cũng gọi là ngày cưới của các làng, các đấng đi tu, nhưng mà cưới của mình thì cho nên là chắc nó chỉ được một nửa như thế này, một ngày cưới hai người, hai người cho nên là nó rực rỡ, nó rất đồn, nghe có vẻ hơi mặn mùi tí, nhưng mà chủ đề nó là như vậy. Thế thì chúng ta biết rằng đời sống hôn nhân không luôn là một ngày lễ tươi vui như hôm nay, không phải lúc nào cũng đầy những món cái hoa hồng có đâu. Bên cạnh thì đời sống hôn nhân là một tổng hợp của cả bốn mùa xuân hạ thu đông, là có cái khốn khổ. Còn là đây thì sáu sống ngoài bắc cũng biết một ngày chân thành của đôi bạn, đôi hôn nhân dành cho nhau trong đời sống vợ chồng, không phải là những ngày hôn cưới mà là dài dài trong suốt cuộc đời. Cho nên thưa cộng đoàn, một lời nói, một ánh mắt là không thay đổi. Có hai lý do để nhận thức điều đó. Thứ nhất, việc xem lên cái tướng của nhau, quan sát của bà mẹ thương con thì chúng ta thấy rõ điều này, và ôm kiếm con và hiểu không phải là mẹ của người con đó thì chắc chắn không thể làm được điều này. Chắc các bà mẹ tôi cũng cầu nguyện với người tình yêu, người bạn đời họ phải biết lưỡi đã khó đã được trả lời lưỡi khó thưa cậu bà. Răng là vật cứng thì đã không thép, lưới là vật mềm thì vẫn còn chuyên môn này. Con hãy học lấy bài học này để có thể giữ được hạnh phúc cho mọi cung bậc, vui như buồn trong cơ đôi thì phải làm gì và sự bảo bí quyết nào đây? Trường chia ra hai nơi của chúng ta to, bên này người thì bảo sao, bên này cứ làm vậy. Để có cái ông video đi dự lễ tân phong của quốc gia, ông ấy mới dịch ngay, cũng dịch là người cứ bảo làm sao vậy. Trời đất ơi, Chúa và Chúa nói người cứ bảo làm sao vậy, mà chúng ta Chúa làm người cứ bảo sao vậy thôi. Để chúng con nhớ là khi gặp trắc trở trong hôn nhân, hãy nắm lấy tay nhau cầu nguyện trước bàn thờ Chúa. Bé nhỏ đơn sơ chúng ta cố gắng trở lên như thế thì mọi sự nó lại được ổn lại như đầu. Hai bạn thân mến, sự yêu âu yếm chân thành, những lời nói chúng con trao cho nhau, những cử chỉ chúng con dành cho nhau, đó là thể hiện tình yêu chân thành mà chúng con ước muốn dành cho nhau trọn cả cuộc đời. Chúng ta cùng hai con thân mến, hai con đến đây để việc các con muốn kết hôn trước mặt Chúa. Được Đức Giám Mục ủy quyền để chứng hôn và trước mặt cộng đoàn Hội Thánh được Thiên Chúa củng cố bằng một dấu ấn Linh Thánh, Đức Kitô đã giang rộng tay chúc phúc cho tình yêu phu phụ của chúng con và dùng bí tích đặc biệt mà làm cho chúng con nên phong phú và vững mạnh để chúng con mãi mãi chung thủy với nhau và đảm nhận những trách nhiệm khác của hôn nhân như chính người đã dùng bí tích thánh tẩy mà thánh hiến chúng con. Bởi vậy trước mặt Hội Thánh, Cha hỏi chúng con về ý định kết hôn của chúng con. Anh Gioan Trần Thiên Trường và chị Maria Trần Thị Thu Hường, lời Chúa đã mặc khải cho chúng ta về mầu nhiệm hôn nhân và phẩm giá tình yêu vợ chồng. Vậy giờ đây chúng con hãy bày tỏ hôn nhân trước mặt
của Hội Thánh và ý định chúng con. Chúng con đến đây kết hôn với nhau, chúng con có bị ép buộc không? Thưa không. Chúng con có hoàn toàn tự ý và tự do không? Thưa có. Thưa có. Khi chọn đời sống hôn nhân, chúng con có sẵn sàng yêu thương và tôn trọng nhau suốt đời không? Thưa có. Thưa có. Chúng con có sẵn sàng yêu thương và đón nhận con cái Chúa sẽ ban và giáo dục chúng theo luật Chúa Kitô và Hội Thánh không? Thưa có. Thưa có. Vậy bởi vì chúng con đã quyết định thiết lập một giao ước hôn nhân thánh thiện, chúng con hãy nắm lấy tay nhau và nói lên sự ưng thuận của chúng con trước mặt Thiên Chúa và Hội Thánh. Anh là Gioan Trần Thiên Trường, nhận em Maria Trần Thị Thu Hường làm vợ của anh và hứa giữ lòng chung thủy với em khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi mạnh khỏe cũng như lúc đau yếu, để yêu thương và tôn trọng em mọi ngày suốt đời anh. Trần Thị Thu Hường nhận anh Gioan Trần Thiên Trường làm chồng của em và hứa sẽ giữ lòng chung thủy với anh khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi mạnh khỏe cũng như lúc đau yếu, để yêu thương và tôn trọng anh mọi ngày suốt đời em. Xin Chúa tỏ lòng nhân hậu chuẩn đi sự ưng thuận của chúng con vừa bày tỏ trước mặt Hội Thánh, và xin Chúa tôn đổ phúc lành của Ngài trên chúng con. Sự gì Thiên Chúa kết hợp, loài người không được phân ly. Nào ta chúc tụng Chúa, sắp trao cho nhau làm dấu chỉ tình yêu và lòng chung thủy. Em Maria Trần Thị Thu Hường, xin em nhận chiếc nhẫn này từ anh. Xin em nhận chiếc nhẫn này làm dấu chỉ tình yêu và lòng chung thủy của anh. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Anh Gioan Trần Thiên Trường, xin anh nhận chiếc nhẫn thần. Thưa cộng đoàn, hôm nay hai bạn đã trở nên vợ chồng trước mặt Chúa và Hội Thánh. Tất cả các bạn chúng ta cùng vui mừng và một tràng pháo tay để chúc mừng.
Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã ơn gọi nên thánh để trở nên dấu chỉ tình yêu của Chúa giữa mọi người. Chúa hằng sống và hiện trị muôn đời. Làm thầy
chị Maria Trần Thị Thu Hường được ơn biết sống yêu thương thuần hòa, luôn noi gương các thánh nữ được ta dâng trong kinh thánh. Xin cho người chồng thật lòng tin tưởng vợ mình, nhìn nhận nàng là người ban bình đẳng, đồng hương ơn sự sống, biết kính trọng nàng cách sinh ra và luôn yêu.
chung sống trọn đời. Rồi mai đây kiếp sống có đôi đời buồn vui, mãi mãi bên nhau cần xin mẹ thương dặn dìu tình yêu dâng cao. Để uống nhâm nhi dài chung rượu nồng, mình mừng
cô dâu chú rể thương nhau, chúc họ hạnh phúc nè, ta cùng nâng ly. Yo! Mời bạn nâng ly, ta cùng nâng ly, để chúc cho ai có dâu rể quý, để mừng cho ai con cái nó lộc già. Chúc mừng bạn con ơi, ta chúc hai họ thêm thân. Một, hai, ba, yo! Mình mừng hôm nay có người thành hôn, mình chúc hai họ sớm có cháu đẻ bầu. Mừng người ta vui lòng mình cũng vui, chúc mừng sức khỏe nhau nè, chúc đời nhau mãi vui. Rồi vui luôn nha bà con ơi, nâng ly lên nè, vui cùng cô dâu chú rể mới nè. Ok, 1, 2, 3, yo, uống vui vẻ nha, uống say mà không được xỉn nha, nhớ đó nha. Ok. Cùng nâng ly để uống nhâm nhi dài chung rượu nồng, mình mừng cô dâu chú rể thương nhau, chúc họ hạnh phúc nè, ta cùng nâng ly. 1, 2, 3, yo! Mời bạn nâng ly, ta cùng nâng ly, để chúc cho ai có dâu rể quý, để mừng cho ai con cái nó lộc già. Chúc mừng bà con ơi, ta chúc hai họ thêm thân. 1, 2, 3, yo! Mình mừng hôm nay có người thành hôn, mình chúc hai họ sớm có cháu đẻ bầu. Mừng người ta vui lòng mình cũng vui, chúc mừng sức khỏe nhau nè, chúc đời nhau mãi vui. Vui luôn nha. Mình mừng hôm nay có người thành hôn, sớm có cháu đẻ bầu. Mừng người ta vui lòng mình cũng vui, chúc mừng sức khỏe nhau nè, chúc đời nhau mãi vui. Rồi vui luôn nha bà con ơi, vô nè, 1, 2, 3, vô. Là quá xa xôi, ta mơ một mái nhà tranh, ta mơ một túp lều tình. Đời mình đẹp mãi với em và anh, đời mình đẹp mãi dưới túp lều xinh. Rồi mình đi kiếm liễu xanh, mình kết làm anh, rồi mình xin khóm trúc xinh trồng hết xung quanh. Ngoài vườn hoa cúc hoa mai nào khác chi tranh, ban mai mình ngắm màu hoa, ban đêm mình ngắm chị Hằng. Dù nghèo cuộc sống vẫn thêm hào hoa, đời mình đẹp quá có ai bằng ta. Túp lều lý tưởng của anh và của em, đâu đâu nào anh ơi. Túp lều lý tưởng của em và của anh, đâu đâu nào anh ơi. Túp lều xây bằng duyên bằng tình, không ai mà yêu bằng mình khi ta đứng nhìn một đàn con xinh. Tình mình không chắc dễ mua hạnh phúc bằng tiền, vì tiền chưa chắc đã cho cuộc sống như tiền. Tình nghèo hai đứa ước mơ chỉ bấy nhiêu thôi, ta mơ một mái nhà tranh, ta mơ một túp lều tình. Đời mình đẹp mãi với em và anh, đời mình đẹp mãi dưới túp lều xinh.
lòng ước bao nhiêu. Mong và hai đứa có chi là quá xa xôi. Ta mơ một mái nhà tranh, ta mơ một tốt lâu tình. Đời mình đẹp mãi với em và anh. Đời mình đẹp mãi dưới túp lều xinh. Nhạc sống sinh nhạc vui quá vui, tiệc cưới mừng uyên ương sánh đôi, lễ ra mắt tay trong tay, chiếc nhân sinh kết duyên đôi mình. Cả hai họ đều tươi như hoa, thật rộn ràng là bao câu ca, lời ca chúc chúc cho hai người cũng trăm năm thắm duyên đồng, mãi bên nhau trong con đầy. Đôi
đếm bao ngày xuân đi qua, xin phép gia đình mẹ cha cho bước em về làm dâu, hai đứa sau này làm giàu, kéo theo đàn trai mừng mâm, coi bối ngày ngày hài lắm. Nàng ơi anh tới anh đón em về cách tình trăm năm. Đêm năm mới ngài làm thơ, thương rồi nhớ mà có sao lòng thần thờ. Kêu là cưới trên dưới hai nhà làm xuôi, ngủ bia chơi lén chín tháng mười ngày có cục cưng nuôi. Tình mặn nồng yêu đậm sâu có đức tơ hồng thì cũng không làm cho ta xa cách nhau. Em trong gạo anh cắm câu tính toán trong đầu, nhật nguyệt đông em về làm dâu. Đêm bao ngày xuân đi qua, xin phép gia đình mẹ cha cho bước em về làm dâu, hai đứa sau này làm giàu, kéo theo đàn trai mừng mâm, coi bối ngày ngày hài lắm. Nàng ơi anh tới anh đón em về cách tình trăm năm. Giang nhét sắp xinh, không khí tăng hôn linh đình, ai cũng xì xăm đôi mình, nhìn tụi nó tinh bởi bên. Nhậu sáng đêm, rượu năm lít bia năm chục lon, động phòng ăn ai lo cuốc lo cài kiếm tiền nuôi con. Hai nhà ta, nay thành xuôi, thêm thằng cu hay cô công chúa lấy kèn vui. Lo ăn ăn, không là tiêu, anh em chi cốt đừng ngủ chơi bơi tôi còn vợ yêu. Đêm bao ngày xuân đi qua, xin phép gia đình mẹ cha cho bước em về làm dâu, hai đứa sau này làm giàu, kéo theo đàn trai mừng mâm, coi bối ngày ngày hài lắm. Nàng ơi anh tới anh đón em về cách tình trăm năm. Yêu thương nhau từ lâu mà anh chỉ muốn yêu lại từ đâu, yêu em khi còn thơ yêu cho đến khi găng lòng bạc hàng đầu. Em ơi em đừng lo cày bên em luôn luôn có anh, thề một câu khi yêu là cười. Xuân đi qua, xin phép gia đình mẹ cha cho bước em về làm dâu, hai đứa sau này làm giàu, kéo theo đàn trai mừng lắm, coi bối ngày ngày hài lắm. Nàng ơi anh tới anh đón em về cách tình trăm năm. Thank you.
rồi. Chúc mừng hai cho con dâu và đảm lễ thất phương gia tiên, kính cáo tổ đường xong. Lúc này đây, cô dâu và chú rể đã trở ra chủ phòng cưới với hai chi tiết đẹp nhất mà những người làm chương trình đã dành riêng cho cô dâu và chú rể. Đó là một câu chuyện rất dài, có nhà thơ đã viết nên rằng: yêu nhau chẳng quản gần xa, cầu không tay vịn cũng lần mà sang. Yêu nhau chẳng quản lầm than, mấy sông cũng lội, mấy đèo cũng qua. Yêu nhau chẳng quản đường xa, đá vàng cũng quyết, phòng ba cũng liều. Ngày 7 tháng 10 năm 2022, âm lịch nhập vào ngày 12 tháng 9 năm Nhâm Dần, được sự đồng ý nhất trí của các cấp chính quyền, hai bên gia đình sở tại, được sự đồng ý của hai bên bố mẹ hai nhà, ngày hôm nay quan viên họ nhà cái cô dâu Thu Hường long trọng tổ chức buổi đại lễ vu quy, lễ sơ duyên chúc phúc cho cô dâu và chú rể, có sự hiện diện sự chứng kiến của toàn thể quý vị. Và không để cho toàn thể quý vị chúng ta phải chờ đợi lâu hơn nữa, ban tổ chức xin được trân trọng kính mời chú rể Thiên Trường cùng với cô dâu Thu Hường hai bạn cùng khởi thân đứng dậy, nở nụ cười thật tươi, cúi đầu chào thật sâu, thay cho lời cảm ơn của mình tới toàn thể quý vị đã trở về chứng kiến tình yêu hạnh phúc của các bạn trẻ buổi trưa ngày hôm nay. Và những người làm chương trình xin được long trọng tuyên bố đại lễ vu quy, lễ gia nhân chúc phúc cho cô dâu Thu Hường sẽ nhân cùng với chú rể Thiên Trường tại hội trường phòng cưới hoặc nhà gái cô dâu Thu Hường trưa ngày hôm nay chính thức được bắt đầu. Liên tục cho buổi đại lễ vu quy, xin lễ xe duyên chúc phúc chúc duyên cho cô dâu và chú rể trong buổi trưa ngày hôm nay. Một cũng như đó lời cho cô dâu và chú rể gửi lời cảm ơn chân thành sâu sắc nhất tới sự hiện diện, sự có mặt đông đủ của toàn thể quý vị trong buổi trưa ngày hôm nay. Phải dặn dò đôi câu mà dặn con sớm sớm chiều chiều. Ngay sau đây quan viên hay họ cũng có đôi điều xin thưa. Hiện diện trên sân khấu lúc này là hai vị trưởng đoàn đại diện cho hai bên gia đình nhà trai và nhà gái. Với những ý kiến phát biểu, những thủ tục xin được gửi rể và xin được đón cô dâu cũng như xin được nhận rể buổi trưa ngày hôm nay. Và ngay sau đây xin được trân trọng kính mời toàn thể quý vị, chúng ta sẽ cùng tiếp tục hướng mắt về trung tâm sân khấu để cùng trở lại với ý kiến phát biểu đầu tiên của bác trưởng đoàn đại diện họ nhà trai. Xin được trân trọng kính mời bác. Các cô, các ông, các bà, các anh, chị, chú, bác, cô dì, bạn bè thân thích của hai em Trường và Hường, tôi đại diện cho họ nhà trai sang tộc Hội Trần đến xin các cụ, các ông, các bà, các gia tộc cháu Hường về làm dâu của họ Trần nhà chúng tôi ở ngoài đó. Cảm ơn. Vâng, vừa rồi là lời phát biểu, lời cảm ơn tới toàn thể quý vị, quý cô chú anh chị và các bạn đã hiện diện tại chủ phòng cưới, duyên cưới họ nhà gái lúc này đây. Và đặc biệt bác trưởng đoàn đại diện phái đoàn họ nhà trai cũng xin được đón cô dâu Thu Hường trở về chủ phòng cưới, duyên cưới họ nhà trai để tổ chức buổi đại lễ thành hôn, lễ xe duyên chúc phúc cho cô dâu và chú rể. Giới thiệu các cô là chúng tôi xin gửi cháu Trường làm rể cho gia tộc của chúng ta hôm nay. Vâng ạ, vừa rồi thì bác cũng đã xin được đón cô dâu và lúc này thì bác cũng xin được gửi chú rể Thiên Trường làm con làm cháu của các cụ công, các bà, quan viên họ nhà gái của cô dâu Thu Hường buổi sáng ngày hôm nay. Kể từ giờ phút này trở đi, chú rể Thiên Trường đã chính thức là một thành viên của phái đoàn họ nhà gái của cô dâu Thu Hường buổi trưa ngày hôm nay. Và kính thưa toàn thể quý vị, quý cô chú anh chị và các bạn, toàn thể quý vị chúng ta thì sao ạ? Cho bác trưởng đoàn nhà trai một tràng quan tay thật lớn lên quý vị. Xin cảm ơn toàn thể quý vị rất nhiều ạ. Kính thưa toàn thể quý vị, nhà trai thì bác đã phát biểu rồi, sau đây nhà gái cũng phải nói lời dăm câu để cho bên rể bên dâu, để cho hai họ được về lâu về dài. Ngay sau đây xin được trân trọng kính mời toàn thể quý vị sẽ cùng tiếp tục hướng mắt về trung tâm sân khấu để cùng trở lại với ý kiến phát biểu của bác trưởng đoàn đại diện họ nhà gái. Xin được trân trọng kính mời bác. Lời đầu tiên cho tôi xin gửi lời hỏi chào tất cả các cụ, các ông, các bà, đây là toàn thể hội hôn. Kính thưa các cụ, kính thưa toàn thể hội hôn, hôm nay được ngày lành tháng tốt, được sự quan tâm của cha xứ cũng như là hai bên gia đình đã chọn ngày lành tháng tốt tổ chức cho hai cháu. Thế kể từ ngày hôm nay, trong dòng họ nhà tôi xin nhận cháu Trường làm rể của ông bà trưởng theo và làm cháu của dòng họ tộc chúng tôi. Tôi không non biết nói gì hơn, xin chân thành cảm ơn tất cả các cụ đã
có lòng về đến đây. Tôi xin cảm ơn ạ. Vâng, vừa rồi là lời phát biểu, lời cảm ơn của bác trưởng đoàn đại diện phát hội nhà cô dâu Thu Hường rằng kể từ buổi trưa ngày hôm nay trở đi, cô dâu Hường đã về nhà chú rể trường làm dâu. Cô dâu phải nhớ rằng nhỏ nhỏ nửa lúc cơm sôi, chồng nóng thì vợ bớt lời, cơm sôi nhỏ nửa ngàn lời không khê. Phát huy truyền thống gia tiên, ra đường gặp người thì em hỏi lấy vài câu, đừng rất nhiều. Và xin mời hai bác trưởng đoàn nhà trai và nhà gái với một cái bắt tay rất là chặt để gắn kết tình đông già. Vâng, hai ông ôm nhau một cái cho nó không biết ạ. Cảm ơn ạ, chính thức kể từ giải pháp này. Thật xứng đôi.
trắng xanh vàng tím, đẹp làm sao bướm bay chậm chờn, đàn chim non vẽ vòn ngọn tre, khăn màu son áo màu vàng. Ơi bà con đến xem mùa cưới, chân hai công tay dù hồng, lâu thật lâu mới thấy được một ngày vui. Ô sáng hôm nay quê tôi ra xem, cô dâu con y trang mỹ miều, cô dâu non dung nhan mặn mà. Chà, nhà ai có ông rể quý, chà, nhà ai có cô dâu hiền. Ồ, ngô thay có con lợn quay, xôi đầy mâm, câu đầy buồng. Đây nguồn vui hiếm hoi ngày cưới, trông thật hay, trông buồn ra mà xem mới thấy được cả niềm vui. Anh ơi, người tình tôi ơi, anh ơi, xem người ta họ cưới nhau rồi. Em ơi, người tình tôi ơi, em ơi, chuyện chúng mình đã tính. Anh ơi, người tình tôi ơi, anh ơi,
sau đây trân trọng kính mời quý vị, chúng ta sẽ cùng hướng ánh mắt về phía chú rể Thiên Trường Cô Dâu Thường và cùng đến với phần ra mắt của chú rể Thiên Trường. Quý vị, trải qua những năm tháng yêu nhau, thời gian tìm hiểu, trải nghiệm trong tình yêu, và ngày hôm nay chú rể Thiên Trường Cô Dâu Thường đang cùng tay chung tay tiến lên lễ đài của tình yêu. Nhiên cùng chào đón và chúc mừng cho Thiên Trường Thu Hường, xin mời. Được sự thống nhất của hai bên gia đình, được sự đồng ý của Thiên Trường Thu Hường, hai bên gia đình cùng với chú rể cô dâu chính thức tổ chức buổi lễ thành hôn tại gia đình họ Thiên, vị khách quý toàn thể quan viên hai họ, xin mời. Tôi xin trân trọng tuyên bố lễ thành hôn giữa Thiên Trường Thu Hường chính thức được bắt đầu. Cô Dâu Thu Hường, quý thính giả đến dự buổi lễ thành hôn ngày nay, dưới chú rể Thiên Trường Cô Dâu Thu Hường, tôi xin trân trọng giới thiệu có sự diện của các vị đại diện của gia đình họ nhà trai, các vị đại diện của gia đình họ nhà gái, cùng toàn thể các cô, các ông, bà, cô chú, chú bác, bạn bè thân thiết của hai bên gia đình, cũng như bạn bè của chú rể Thiên Trường Cô Dâu Thu Hường, trân trọng kính mời quý vị cùng dành một tràng tay nồng nhiệt chào đón và chúc mừng. Vâng, xin mời. Vâng, và ngoài ra thì có sự diện của các thành viên của ban lãnh đạo công ty Magiskin là đến từ những người đồng nghiệp cũng như ban lãnh đạo của công ty Magiskin đang là chị của chú rể Thiên Trường công tác, một trong hai chủ đối đi cùng chào đón ạ. Vâng, và xin cảm ơn toàn thể quý vị bà con khối xóm ngày nay con đã có mặt hiện diện chúc mừng cho Thiên Trường Thu Hường, đó là những món quà ý nghĩa dành tặng đến chú rể Thiên Trường Cô Dâu Hường, chúng tôi xin được trân trọng cảm ơn cũng như nồng nhiệt đón tiếp. Vâng, và sau đây trân trọng kính mời một vị đại diện của gia đình họ nhà trai, một vị đại diện của gia đình họ nhà gái sẽ cùng trở lên sân khấu để cùng có những lời phát biểu cho dâu nhà rể cũng như cho rể nhà dâu. Trân trọng kính mời hai ông giới thiệu trên sân khấu là sự diện của ông Trần Ngọc Hai, đại diện của gia đình họ nhà gái, ông Trần Văn Hồng, đại diện của gia đình nhà trai. Trân trọng kính mời quý vị cùng dành một tràng tay nồng nhiệt chào đón hai ông, vâng, xin mời. Sau đây trân trọng kính mời ông Trần Ngọc Hai, đại diện của gia đình họ nhà gái, và sẽ cùng có những lời phát biểu quý vị. Trân trọng kính mời ông Trần Ngọc Hai. Đầu tiên tôi xin gửi lời hỏi thăm chào đón đến tất cả các cụ, các ông, các bà cùng toàn thể hội hôn. Tôi là chú ruột của cháu, được sự ủy quyền của ông bà ông trưởng là bố cháu đã cho tôi và tất cả các cụ, các ông, các bà họ nhà gái và các anh chị em của cháu đưa cháu về đến tới đây để làm, trước là làm con dâu ông bà ông Thắng và làm cháu dâu của các cụ dòng tộc ở ngoài này. Tôi không biết nói gì hơn, chỉ xin các cụ là tôi giao cháu cho ông bà ông Thắng và các cụ ngoài này. Thường rằng cháu có lớn nhưng chưa có khôn, về là cháu có dạy thì tôi mong các cụ, các ông, các bà dạy bảo cháu thêm. Cuối cùng tôi xin cảm ơn tất cả các cụ, các ông, các bà và toàn thể hội hôn. Vâng, xin cảm ơn những lời phát biểu của ông Trần Ngọc Hai, đại diện của gia đình họ nhà gái. Tiếp theo trân trọng kính mời ông Trần Văn Hồng, đại diện gia đình nhà trai, sẽ cùng có những lời phát biểu quý vị. Trân trọng kính mời ông Trần Văn Hồng. Kính thưa toàn thể các cụ hai họ nhà trai và nhà gái, kính thưa toàn thể các anh chị em bạn bè thân hữu của anh Trường và chị Hường, thay mặt cho họ nhà trai và dòng tộc họ Trần, chúng tôi xin được đã đón cô dâu ở Hưng Yên về làm dâu họ nhà Trần, và chúng tôi đã giao cho chú Trường là con trai và làm con rể của các cụ trong Hưng Yên. Đến giờ phút này là chúng tôi đã hoàn thành. Xin chúc mừng hai họ và toàn thể anh chị em, xin chồng có tay. Vâng, xin cảm ơn những lời phát biểu của ông Trần Văn Hồng, đại diện của hai bên của gia đình nhà trai. Cảm ơn ông Trần Ngọc Hai, đại diện gia đình nhà gái. Và sau đây trân trọng kính mời quý vị, chúng ta sẽ cùng hướng lên sân khấu. Xin mời ông Trần Ngọc Hai, ông Trần Văn Hồng, đại diện của hai bên gia đình sẽ cùng bắt tay nhau kết tình thông gia. Trân trọng kính mời hai ông. Và quý vị cùng dành một tràng tay từ đây cùng chúc cho tình thông gia của hai bên gia đình luôn bền chặt. Chúc cho chú rể Thiên Trường Cô Dâu Thường luôn hạnh phúc trọn đời mãi mãi về sau. Xin cảm ơn ông Trần Ngọc Hai, cảm ơn ông Trần Văn Hồng. Kính chúc hai ông luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, bình an. Xin cảm ơn hai ông rất nhiều.
8 giờ tối tại phố lối Hưng Yên ạ. Và sau đó thì bao nhiêu lâu thì bọn em mới chính thức hẹn hò? Tầm nửa tháng sau mới hẹn hò đúng không ạ? Và vâng, và trước sự chứng kiến của toàn thể quý vị có mặt tại đây thì tôi muốn hỏi rằng là Thiên Trường có đồng ý yêu thương, che chở, chăm sóc cho Thu Hương đến hết cuộc đời hay không ạ? Vâng ạ, một tràng pháo tay lớn để cùng chúc mừng cho Thiên Trường Thu Hương ạ. Với những lời đồng ý rất là ga lăng, rất là mạnh mẽ. Và đến với cô dâu Thu Hương, người đã về từ Hưng Yên trở về gia đình họ nhà trai để cùng làm dâu trong gia đình nhà chú rể Thiên Trường. Em có đồng ý yêu thương tay lớn để cùng chúc mừng cho những lời đồng ý của chú rể dâu ạ. Và họ đã chính thức đồng ý chia sẻ nắm tay nhau đến tận cuối cuộc đời hạnh phúc. Xin mời Thiên Trường sẽ cùng chào đến Thu Hương một nụ hôn ngọt ngào. Xin mời em. Xin mời. Vâng, xin cảm ơn chú rể Thiên Trường cô dâu Thu Hương. Thiên Trường cô dâu Thu Hương. Và ngày hôm nay gia đình họ nhà gái đã chuẩn bị món quà muốn dành tặng đến chú rể Thiên Trường cô dâu Thu Hương. Và trân trọng kính mời. Bà lại được đón cháu Hương về gia đình để làm con cháu trong gia đình. Vậy chúng tôi xin có lời cảm ơn tất cả quan viên hai họ. Thứ nhất là các cụ, thứ hai là các ông các bà và các bà cô chú bác của hai họ và các bạn của hai cháu. Thế vậy thì tôi cũng có lời xin cảm ơn. Và cái thứ hai nữa thì tôi không có cái gì cả, chỉ có một chút quà thôi. Nếu có một tí quà thì nên cho hai cháu một chỗ một tí. Thank you.
đây. Thân của chú rể là bạn Thạng đã dành tặng quý vị một sáng tác của nhạc sĩ Bảo Trung, ca khúc Gặp Nhau Giữa Rừng Mơ dành tặng đến quý vị. Và sau đây xin mời chú rể và cô dâu sẽ cùng trở lại sân khấu. Xin mời, sẽ cùng hướng lên sân khấu và xin mời chú rể dâu sẽ cùng cúi chào đến toàn thể quan viên hay họ. Vâng, xin mời. Vâng, xin được chúc cho hai bên gia đình có một mối tình thông gia bền chặt. Chúc cho Thiên Trường Thu Hường sẽ luôn hạnh phúc trọn đời mãi mãi về sau. Chúc quý vị của gia đình luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, bình an. Trân trọng cảm ơn quý vị đã có mặt diện chúc mừng cho Thiên Trường Thu Hường và xin được trân trọng cảm ơn quý vị. Và xin được chúc đoàn rước rể đón dâu của gia đình nhà họ nhà trai nhà gái trở về nhà từng lô bình an.
gió ru êm đềm, ngồi bên em mưa rơi không ướt vai. Những kỷ niệm, những nụ cười, anh vẫn mong đừng vội tan biến. Ngồi bên em hạnh phúc sao ngọt ngào, ngồi bên em thời gian trôi quá mau. Những yêu thương phút giây này, anh vẫn mong đừng là giấc mơ. Ngồi bên anh ấm áp không rời xa nhé em, để vòng tay anh ôm lấy em bình yên. Để anh mơ trong tình yêu của riêng đôi mình, đánh thức vội chỉ hỡi em. Ngồi bên anh mãi mãi không rời xa nhé em, để vòng tay anh che chở em ngày đêm. Chẳng mong thêm điều chi, chẳng mong thêm điều gì, chỉ mong có em kề bên mãi tươi cười. Gió ru êm đềm, ngồi bên em mưa rơi không ướt vai. Những kỷ niệm, những nụ cười, anh vẫn mong đừng vội tan biến. Ngồi bên em hạnh phúc sao ngọt ngào, ngồi bên em thời gian trôi quá mau. Những yêu thương phút giây này, anh vẫn mong đừng là giấc mơ. Không rời xa nhé em, để vòng tay anh ôm lấy em bình yên. Để anh mơ trong tình yêu của riêng đôi mình, đánh thức vội chỉ hỡi em. Ngồi bên anh mãi mãi không rời xa nhé em, để vòng tay anh che chở em ngày đêm. Chẳng mong thêm điều chi, chẳng mong thêm điều gì, chỉ mong có em kề bên mãi tươi cười. Để vòng tay anh ôm lấy em bình yên. Để anh mơ trong tình yêu của riêng đôi mình, đánh thức vội chỉ hỡi em. Ngồi bên anh mãi mãi không rời xa nhé em, để vòng tay anh che chở em ngày đêm. Chẳng mong thêm điều chi, chẳng mong thêm điều gì, chỉ mong có em kề bên.